Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shopgaobac.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Con ăn lưới cuối làm cái gì nhỏ? Không con. Thấy mệt không? Mệt. Mệt vất vả quá hả? Cuộc đời con ngâm vất vả không? Có. Con ngâm con thấy cuộc đời của mình thật là vất vả không? Có. Tự nhiên thấy đang nấu ăn à, còn phải rửa chén. Thế cho nên là anh quyết định rồi nè. Em nghe lắng nghe quyết định của anh. Anh quyết định là anh sẽ cưới thêm một con vợ nữa để về giúp đỡ, gọi là khăn gói, gọi là gói ghém gia đình đấy, để cho vợ gọi là vui vẻ được chưa? Chị. Hả? Chị. Thì kiếm thêm con vợ nữa, con vợ chân dài tới nách mà lông nách nó dài tới chân đấy, gọi là con vợ mà nó hiền lành, mà nó nhân hậu, mà nó tốt bụng, nó không bao giờ đánh chồng, chửi chồng, mà thậm chí nó cho tiền chồng thường xuyên đấy. Hay là cái mục đích của anh nó vất nó nhiều lắm. Còn đang cắt thịt mọi người. Sao? Sao? Làm được. Làm được à? Không, nhưng mà anh nghĩ vợ không làm được đâu. Cái xã hội này nó nghiệt ngã lắm. Làm được. Vẫn cứ ngồi cắt thịt, không quan tâm tới cái vấn đề chồng con là. Bảo nó không làm được mà. Làm được đúng không? Thôi, anh nghĩ là cứ nên cưới vợ đi. Thôi, không làm được. Không ấy thì bây giờ. Em cũng đang làm nè. Ok, không ấy thì bây giờ mình làm kèo solo đi. Nếu mà ví dụ bây giờ nhá, mà vợ thắng á thì anh ở nhà ngoan với vợ. Nếu mà vợ thua thì anh lấy con vợ hai. Đấy, con bé chất già tên anh. Nếu thua thì mất trống thì... đấy. Chơi, chơi, quyết định chơi. Mọi quyết định trong căn nhà này là của các bạn. Ok. Nhường cho vợ nè. Nhường cái khỉ, không quý bằng đâu. Tự nhiên được con vợ ngoan lại bảo nhường. A few moments later. Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với cái trận solo của Gao Bạc và cô Ngân để Gao Bạc cưới vợ hai nha mọi người. Đây là để cho có vợ hai thôi. Đau vợ. Vậy là kèo đầu tiên là cô Ngân thua nha. Đau vợ. Kèo đầu tiên là cô Ngân thua rồi nha. Này này này, công qua là chết này. Anh muốn lấy vợ hai thì anh nói đại đi, solo làm gì nữa. Này, anh giờ anh chấp em luôn, anh không mua bom keo, không mua gì luôn, ra anh bắn nhau với vợ thôi, được chưa? Ngỏ lên như có bom keo. Anh không có giáp, anh không mua giáp luôn, gọi là anh chơi solo xanh chín với vợ đấy, gọi là xanh chín đấy. Người ta gọi là xanh mà gọi là không phải xanh bình thường mà gọi là xanh chín đấy, hiểu không? Mày hiểu không? Mày hiểu không? Ôi, ôi, đâu vậy? Ủa? Ôi trời ơi, bà đứng trên nóc nhà không thấy luôn. Ôi ôi ôi, chạy ra gặp chết rồi. Ai bảo anh lấy vợ hai chơi? Chạy ra gặp nhanh vậy. Anh lấy vợ hai. Và như vậy là kèo solo chúng ta đã đi vào gọi là cái tỷ số 2-1 rồi và... Vợ ơi là vợ. Nhưng mà anh nói thật, anh chỉ tuyển những em gọi là xinh tươi thôi. Không. Anh chỉ tuyển những em xinh tươi gọi là chân dài tới nách thôi chứ không lùn giống cô Ngân đâu. Vợ ạ. Anh nổ đâu. Không thương anh mới lạ, em bình thường em bảo em thương anh nhất trên đời. Anh cưới vợ hai về xong anh thương nó luôn. Làm gì có cái sự thương nó luôn. Ok, bây giờ sẽ bắn nghiêm túc để gọi là thắng cô Ngân nha. Anh làm gì có sự thương ai bao giờ. Thương cô Ngân không hết, mình không chạy lon ton nữa. Cô Ngân đâu rồi? Ngân kể từ cái trận này trở đi cô Ngân chơi núp kỹ thế nhở? Cô Ngân đừng có núp kỹ ra bắn nhau tí. Ông Ngân sợ các bạc lấy lắm. Lấy cái gì thì chân dài tới nách thì phải lấy chứ biết sao giờ. Toàn là mấy em chân dài tới nách mà nông nách dài tới chân luôn, yên tâm. Hồi nãy cô Ngân bắn anh một viên đúng không? Bây giờ mình sẽ chơi one shot với cô Ngân. Đấy. Đâu, vợ đâu? Hôm qua mình chiếm bo trước cho cô Ngân khỏi thắng luôn. Rồi, chiếm bo trước rồi, cô Ngân thua rồi. Kèo này cô Ngân thua. Ngân bạc đâu? Anh trốn lâu rồi, làm sao em thấy được anh? Nhìn anh sợ lắm, nhìn anh đáng sợ lắm. Mấy cái kèo mà được cưới vợ mới này, anh đáng sợ lắm. Đây, anh đẹp trai hẳn ra. Ui. Thấy mình rồi kìa. Này thì xách súng ra bắn cơ bà. Rồi, cô Ngân nhảy xuống rồi. Hello. Hello cô Ngân.
Ui, nắp đạn. Ui, ui, có cả bấm keo luôn. Ui, gì vậy? Chơi gì đểu vậy? Chơi đểu vậy hả? Chơi đểu như con gân mà cũng chơi bông. Còn bạn giáp ba luôn. Chơi mà chơi giáp ba luôn. Chơi mà chơi giáp ba. Chơi mà chơi cả giáp ba luôn. Rồi, nói chung là mình nhặt cái đồ gì của con gân, mình xài cái đấy vậy. Con gân chơi, chơi giáp ba luôn. Đúng, bây giờ mà cưới vợ mới về làm gì có dụng vợ mới chơi giáp ba. Không chắc luôn. Không có giáp gì hết, các bạn còn chơi giáp ba. Giáp ba của con gân, giáp ba của ai? Giáp ba của cô Ngân chứ giáp ba của ai? Đâu rồi? Cô Ngân đâu rồi? Em ơi! Tao tên nè! Tao tên nè! Tao tên hung nâu nè! Tao tên hung nâu nè! Ô, ôi! Toàn chơi bắn lén thôi! Thì mày bắn lén mới ăn được chứ! Không bắn lén đâu á! Chơi toàn chơi bắn lén vậy sao thân? Rồi bây giờ chơi nghiêm túc nha! Bây giờ cô Ngân giàu rồi nha! Ok! Cô Ngân giàu rồi! Chơi nghiêm túc! Bắn nghiêm túc với cô Ngân nha. Nhưng bạn đừng lấy vợ mới. Ôi bây giờ là kèo này solo để làm gì? Để thắng để lấy vợ mới. Còn bây giờ bảo là các bạn đừng lấy vợ mới thì thua rồi. Tội luôn, anh thích vợ lấy vợ làm mới quá rồi chứ chị. Thì mấy em chân dài tới nách, anh chỉ tuyển hàng chân dài tới nách thôi, yên tâm. Đây đi. Thua luôn. Chơi mà leo lên nóc nhà. Chơi mà leo lên nóc. Leo lên nóc nhà bắt con gà. Ủa con hả? Con. Con mà yên tâm. Còn trận này nếu mà anh thắng thì sẽ là trận cuối. Trận cuối hai đứa mình bắn với nhau à, quên, đấu với nhau. Sau này thì mọi người trên kênh của các bạn sẽ có thêm một em chân dài tới nách, gọi là nói chuyện với mọi người kiểu hello chào tất cả các bạn, giống như cô Ngân chào tất cả các bạn. Các bạn sẽ có một cái kênh gọi là kênh vợ 2 TV. Đấy. Được một lần sẽ gọi là có một cái kênh mới gọi là kênh của cô 2 TV đấy, được không vợ? Được không? Anh sẽ lập cho đừng bắn vợ. Bây giờ một là em núp ở đấy luôn, hai là em cứ chạy đi đấy, đúng rồi, chạy ra đấy, đúng rồi. Trời ơi, chơi mà chơi xếp bầm keo. Chơi mà chơi xếp bông keo chứ trời. Chơi mà chơi chảy. Rồi xong, mình đứng ngay bo luôn. Rồi cô Ngân tính gì? Hello, đây này, anh ở đây này. Ơ vợ ơi. Ủa? Chết, đi chết luôn. Ủa cô Ngân đi đâu vậy? Cô đi chết. Chấp cô Ngân luôn. Chấp cô Ngân một trận luôn. Thế mà bảo cô Ngân bảo thì cô Ngân đi chết. Cô Ngân đi chết đó. Cô Ngân chơi xạo nhưng xạo xạo. Nhưng mà ai ngờ gặp lắm. Ờ cô Ngân chơi xạo xạo. Cô Ngân bảo cô Ngân đi chết. Và kết quả là cô Ngân toàn ấy thôi. Cô Ngân có ấy gì đâu. Cô Ngân núp luôn. Thì cô Ngân phải chạy núp chứ. Bây giờ anh nhường cô Ngân một ván thôi nha. Bây giờ là anh thắng nha. Nhường Ngân phải nhường tiếp đi. Không nhường ván thôi. Nhường ván thôi, cái câu chuyện lấy vợ là một câu chuyện gọi là tuyệt vời mà. Trời ơi, bà đứng bên kia kìa mọi người. Ôi, chơi cả nết ạ, à, lừa vậy. Chơi game chơi cả nết là thấy kỳ rồi. Cô ý mà cô thấy cái đầu anh kìa. Đi thật thấy. Chạy đó đi đâu. Thấy mà không bắn được, thế mày đau. Chạy đâu. Sao bây giờ sao? Kèo quyết định này. À không, một trận nữa, nếu mà cô Ngân thắng trận này thì trận sau mới quyết định nha mọi người. Đừng ăn, đừng bắt vợ anh. Đừng bắt vợ anh ơ. Bắt gì? Anh có bắt gì đâu. Bây giờ cô Ngân chạy đi đâu? Anh chiếm bo rồi, cô Ngân chạy đi đâu nữa? Cô Ngân tính chạy đi đâu? Cô Ngân giờ chơi kỹ vậy. Cô Ngân thua một ván là cô Ngân thua luôn đâu, cô Ngân chơi kỹ. Nhanh lên, ra đây. Nhanh lên, ra đây. Cô Ngân ra đây. Nhanh lên. Ơ, à, có ra đây không? Em thấy đâu? Anh trốn rồi. Cô Ngân đâu? Cô Ngân đang đứng ở đâu?
mã Kevin kìa mọi người. Và đứng dưới mã Kevin kìa. Không có chơi Kevin kìa. Ôi rồi, đây là kèo trai hát giữa hai vợ chồng nhà mình. Cái này là vì quan trọng mà không trai em lạ. Kèo hai vợ chồng nhà mình trai hát phải lộc. Thề, không có đâu rồi. Không có đâu rồi. Ô, núp đâu vậy nhờ? Núp đâu không thấy luôn vậy? Cố gắng ra đi, cố gắng chơi núp đâu vậy? Bơ bơ. Hả? Cố gắng chơi bơ bơ hả? Cố gắng chơi bơ bơ kìa. Cố gắng chơi kỳ kìa, cố gắng chơi bơ bơ kìa. Cố gắng chơi bơ bơ kìa, cố gắng chơi kỳ quá. Cố gắng chơi bơ bơ kìa. Hello cố gắng. Cây, mẹ dạy cho mình đi lấy. Cây. Cố gắng chơi bơ bơ. Chơi dậy luôn. Chạy bo làm cái gì? Ôi trời ơi. Thằng bồ đâu? Sao không có máu? Thì bây giờ thì có mà bơm bằng niềm tin. Trận này cô cần bơm bằng niềm tin này mọi người. Trận này mình chỉ săn luôn. Trong anh cũng mất lấy bộ bè rồi anh cười ạ. Có cười đâu. Không hề cười. Không biết là cô cần có biết là mình theo cô cần sau đít không? À, theo ra đít rồi, không biết rồi. Thế rồi, 4 gặp 5 lồn. Mấy 4 5 lồn, mấy sát đít lồn. Giờ sao, mất chồng nha. Đừng ăn. Đi kiếm vợ mới. Không thương mà. Hãy giỡn á. Cho dưỡng nè, cho quay clip, cho mừng clip, cho cho rưa cho to mừng chi, có dụ mà yêu con khác. Yêu bay còn không hết, mày đặt. Con nói mọi người hiền với anh. Hiền nha. Mà không la anh nữa. Cho tiền quay đồ đấy nha. Nhưng mà anh xin ít thôi. Ừ thì lần xin vài ba triệu thì xin gì nhiều. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc. Này chưa gì đã đánh chồng nhưng kiểu con khác rồi. Đến clip kết thúc rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ bấm like, subscribe thì để bật nút chuông nha mọi người, bye bye. Chú gì?